Tình á, mấy ngày nay đó là Hằng rất là bức xúc về cái chuyện mà của anh Lộc bỏ ra đi. Thì bây giờ đó, hồi nãy đó Hằng đi kiếm mấy ngày nay rồi, 2 ngày rồi không có gặp. Thì hồi nãy Hằng, cái này hôm nay Hằng đi tò mới về, thì Hằng nghe một người gọi quá trời mà không bắt phone được, thì chỉ mới nhắn tin là thấy anh Lộc đứng ngoài đầu đường rồi đó xin tiền nữa. Thì thật ra hôm nay Hằng đi kiếm anh Lộc nữa, và Hằng sẽ nhất định Hằng sẽ nói hết sự thật, là một cái video Hằng nói về anh Lộc và cái người phụ nữ của anh Lộc, và lý do làm sao anh Lộc về nhà rồi thật là êm đềm, anh Lộc vừa vui lại thì bắt đầu cái người phụ nữ này liên lạc lên và phá để cho anh Lộc, ép anh Lộc phải đi ra hôm lễ tiếp. Hằng phải nói, Hằng nói theo lẽ Hằng định binh vực cô ta, nhưng bây giờ Hằng phải lên tiếng, không thể nào Hằng im câu chuyện này được nữa. Thì hôm nay Hằng đi kiếm anh Lộc tiếp tục, và sau đó nhất định Hằng sẽ kể cái câu chuyện lý do tại sao anh Lộc lại đứng dậy bỏ ra đi. Vì ai? Thật ra hổng ra Hằng rất là bức xúc. Hằng thấy cô ta bị người ta chửi nhiều quá, mình cũng định lên cộng nói cộng đồng mạng một tiếng đừng có chửi cô ta nữa. Nhưng không ngờ cô ta một tấm lòng nó không có đẹp, gương mặt đẹp, tấm lòng không đẹp. Hằng sẽ nói hết, nói từ đầu tới đuôi lý do tại sao Hằng đã im lặng lâu nay, Hằng không nói về vấn đề của cô ta với anh Lộc. Nhưng bây giờ bức xúc quá ép Hằng, Hằng phải nói. Cô ta phá tan, nhất định không muốn cho anh Lộc đứng dậy. Cô ta phá tan. Anh Lộc về nhà mấy ngày thẫn thờ như một người điên, xong làm cho anh Lộc vui trở lại, và anh Lộc sẽ không có đi, không có đứng dậy đi đâu, không có đâu. Nhưng mà cô ta cứ gọi điện thoại tấn công, trách móc, chửi bới tiếp tục. Anh Lộc đứng dậy, Lộc nói anh Lộc đi, không mà không có làm phiền ai nữa, không có ở đâu nữa, để cho cô ta vừa bụng, anh Lộc đứng dậy đi, bỏ đi. Bây giờ Hằng đi kiếm tiếp tục, dòm nhanh nhanh, dòm dòm chồng ở dưới đây nhanh nhanh. Đi ăn đọc. Dạ, đi về không có gì được. Dạ, ăn đọc ơi. Đi ăn đọc à, tại sao vậy? Em đi kiếm mấy ngày nay. Đi về mau lên. Đi đi về, đi về. Đầu tóc bụi không hả? Đi nghe lời em, đi về. Đi lẹ đi. Không, bể rồi. Cái đó bể rồi, dùng đi. Cô ta không có trách móc, không có phải nói anh phải làm này, nói anh phải làm kia. Cô
ta nói vậy có nghĩa là cô ta muốn tốt cho cô ta, phải tốt cho anh. Tốt cho anh là cô ta phải nói dịu ngọt và đừng có kể những cái chuyện bậy bạ cho anh nghe mới gọi là tốt cho anh. Đi nghe lời em, anh thấy em có dám nói cái gì trên mạng cho anh nghe không? Không dám hết, tất cả em kêu anh đừng đọc bình luận, đừng đọc comment, đừng coi những video gì hết, đừng để tâm anh tịnh. Nhưng cô ta lại gọi vô chửi anh và kể những cái thứ đó cho anh nghe. Anh phải hiểu ra giùm em đi. Nghe lời em, anh Lộc à, trên đời này thiếu gì người thương anh. Đi, đi nghe lời em, đi về. Đi. Em muốn về. Thì anh về đi đợt này á, không có liên lạc với ai nữa hết á. Đi, đi, đi về nghe lời em là được rồi. Chỉ nghe lời ở nhà nằm ngủ rồi xong rồi ok mai mốt tỉnh hoặc là lo đi vô trường cai cũng được nữa. Còn không thì ở nhà cai, đi nghe lời em đi. Đi đừng có đi nữa, đi xin tiền ngoài đường người ta thấy người ta quay phim xin tiền mắc cỡ lắm. Đi. Không còn ý nghĩa gì nữa. Không ý nghĩa với ai. Không ý nghĩa với ai. Tại sao anh phải đi homeless để cho cô ta vừa bụng? Anh thấy không? Anh đi homeless rồi cô ta đâu kiếm em nữa. Anh thấy không? Còn khi anh về nhà bắt đầu cô ta điện vô kiếm sùm lên. Còn chừng nào anh đi ra ngoài đường cô ta vừa bụng mà tại sao anh không nhìn ra vậy? Hả? Đi. Đi về anh về nhà thì bắt đầu cô ta kiếm em liên tục mà miễn anh đi có homeless là cô ta im luôn. À, mà anh không nhất định anh không chịu nhận ra là sao vậy? Đi về. Anh nhận ra chứ. Ok. Về. Ủa không muốn về là anh tự phá hoại cuộc đời anh để cho cô ta vui hả? Vậy đó đặng để cho cô ta vui hả? No. Vì nô rồi lý do tại sao? Giờ chú muốn về thôi. Không, bây giờ đi về, không ở đây làm gì nữa. Lẹ đi, nghe lời em đi. Đi, đừng có mò móc nữa mà đứt tay, đứt chân hết trơn rồi. Đi. Đi. Đi, đi về đến lầu à. Đừng có vậy nữa mà. Đi. Đi lầu. Anh thật kiểu muốn về. Thôi đi về đi, đừng có hút nữa mà. Đi. Đi lẹ đến lọc. Đi. Anh đi về với ai, quen với ai là lần gì đó khổ, anh không muốn về. Quen với ai gì đó khổ làm gì mà cô ta phải quậy dữ vậy? Sao anh sợ cô ta dữ vậy? Hả? Đi, đi về đi. Đi về đợt này là không có liên lạc với cô ta nữa. Đi, bây giờ nó lượm ở đâu vậy? Dục đi. Có ai người ta gớt cái gì vậy? Lượm ở đâu vậy? Đi. Nó đâu có dài được đâu. Đừng có lượm mấy cái quần cục, quần đồ dơ đó mà. Đi về quần áo thiếu gì mặc, đừng lượm này nữa. Dơ đó, dơ anh Lộc à. Mà lượm cái gì? Đi anh Lộc, đi về anh Lộc giỏi mà. Thôi đừng có lượm, đừng lấy mấy đó nữa. Dơ lắm, cái ghê à. Đi, cái đó đâu có gì đâu. Anh chưa muốn về. Anh chưa muốn về, anh đi lang thang chừng nào. Đi nghe lời em đi. Về anh Lộc. Đi nghe lời em đi. Nha. Đi anh Lộc. Đi nghe lời em đi, nghe lời đi. Mới về tỉnh tỉnh nghe lời được chút xíu cái bắt đầu tao lao, mới lao lên cái bỏ đi. Cô ta thương anh á, cô ta không phải đi nói những cái chuyện ở trên mạng người ta chửi rủa cô ta để cho anh nghe. Tại vì người ta chửi rủa cô ta, nếu cô ta cao thượng thì cô ta phải giấu. Đừng có nói, đừng có khống chế vô đầu anh mấy cái đó chứ. Miễn cô ta nói cái gì có lợi cho cô ta thôi à. Chẳng cần biết cái cảm giác của anh khó xử. Anh phải biết nhận ra chứ. Thấy chưa, anh thấy anh ở nhà anh còn ở nhà em bắt đầu là gọi tấn công anh, tấn công em liên tục. Rồi bây giờ anh đi xuống suối là im luôn, không gọi em. Thì anh nhận ra chưa? Là coi như cô ta vừa bụng rồi, anh đi homeless. Vậy anh đi homeless gì đặng cho cô ta vừa bụng, anh hủy hoại cuộc đời của anh. Anh sáng mắt ra giùm em cái. Đi. Đừng có lượm mấy cái đồ này nữa mà, đâu có ăn được đâu. Đi đi về ăn cơm. Đi đi về tắm rửa ăn cơm. Đi. Đi nghe lời đi mà. Anh Lộc. Đi đi về tắm rửa ăn cơm nghe lời em đi. Nghe không? Ôi là trời, sống vậy đó hả trời. Đi.
tới cái miệng mồm hết control được rồi kìa. Đây, đây anh Lộc. Cái đó là bánh cái gì đó thì ghê được. Đây, rồi đi dặn. Đeo bao tay đừng chứ vậy, lượm bao tay đâu đeo vậy. Đây. Đi anh Lộc à, đi về ha. Đi anh Lộc. Đi đi về anh Lộc. Đi đi về tắm rửa ăn cơm rồi ngủ cho khỏe ha. Rồi đừng có làm gì nữa, đừng có nghe lời ai trơn á. Anh cầm cái giỏ gì vậy? Hồi nãy cái giỏ gì vậy? Hả? Cái túi đó. Ở đâu có cái giỏ đó vậy? Không, cái giỏ mới mới. Nó rồi rồi cho trên cái rồi đó. Giỏ gì vậy em coi coi. Lượm ở đâu vậy? Cái phone đâu rồi? Dục rồi hả? Con hả? Giỏi quá vậy. Tốt quá vậy. Đưa phone thời gian. Rồi đi về. Ok vậy. Cái mà nó mới về giờ. Về đi, về đi. Dễ thương vậy. Đi đi ngồi vậy đi về đi mà. Bữa nay em xin nghỉ vậy rước anh Ngọc về nè. Đó anh Danh bữa nay xin nghỉ để đi kiếm rước anh Ngọc. Kiếm anh Ngọc về nè. Đi anh Lộc à, nghe lời đi. 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 Đừng uổng một ngày em nghỉ anh Ngọc. Về đi. Đi anh Lộc. Đi đứng dậy đi anh Lộc. Tôi tưởng về. Tại sao? Lý do. Nghe đi. Tại sao không ý nghĩa? Ý nghĩa anh, ý nghĩa với ai? À, ý anh nói là bây giờ cô ta từ chối anh rồi là không ý nghĩa nữa hả? Vậy, vậy ý nghĩa cho cái về cái gì? Ủa sao không ý nghĩa? Anh bao nhiêu người thương, bao nhiêu người đón nhận anh mà sao không ý nghĩa? Hả? Còn nhiều phụ nữ mà. Anh đừng có phụ lòng những người đang yêu mến mình kìa. Cô ta cứ nói tầm bậy, ai chửi anh đâu? Trên phim em quay anh là bao nhiêu ngàn lời động viên, ngàn người khóc vì anh hả? Mà cô ta lên nói tầm bậy để kích động tinh thần anh chứ. Đi. Đi anh Lộc về. Đi nghe lời em đi, nếu như nể em. Đi anh Lộc à. Đi. Đi anh Lộc. Anh không thể ở dưới đây gì được đâu. Đi nghe lời em đi. Anh Lộc giỏi. Đi. Đi anh Lộc về đi. Lộc về tắm rửa ăn rồi ngủ. Về tắm rửa ngồi dậy đi. Đi anh Lộc à. Đi. Đi. Đi không thể nào đi lang thang rồi đi ra đường trên biển người sống làm sao? Bữa nay em xin nghỉ với vợ rước anh Ngọc về nè. Không muốn về, thật sự không muốn về. Không có ý chí, không có làm gì hết. Tại sao bữa đó anh đang ngon lành vui vẻ rồi Thắm gọi tới quậy một trận cái anh Phát đứng dậy anh nói anh đi cho vừa bụng rồi cái anh đi luôn rồi tới bữa nay mới tìm gặp em tìm mấy ngày nay rồi là coi như là Thắm phá cuộc đời anh đúng không? Không phải. Không phải gì, tại sao bữa đó em nói rồi, em nói nếu anh Lộc bỏ đi trong lúc này là em nói Thắm phá cuộc đời anh. Anh nói ok nói luôn đi, coi như vậy đi. Không phải. Thôi đừng có nói không phải nữa. Tại sao anh đang nằm vui vẻ, em còn mới đấm lưng dán thuốc dán cho anh xong Thắm gọi lên cuộc điện thoại la làng chửi bới lên cái bắt đầu thì em nghe cái cuộc điện thoại Thắm la như vậy em không có chịu. Thì ra em ra nói Thắm mà em nói một tiếng Thắm la làng lên 10 tiếng. Xong cái anh đứng dậy anh nói anh đi cho vừa bụng. Rồi anh bỏ anh đi. Anh thấy nếu người phụ nữ thương anh như vậy sao? Mà em kêu Thắm nếu Thắm nói vậy thì đưa anh Lộc về bển cho Thắm. Thắm nói không được, không cho về. Đó, không cho về mà không cho anh có cuộc sống tốt thì anh cứ nói là người phụ nữ đó thương anh. Làm sao? Đừng nói vậy, không đúng. Nó thấy chưa? Vậy tại sao Thắm trên mạng ai chửi Thắm, Thắm nói cho anh nghe làm gì? Tinh thần anh đang yếu. Nếu Thắm thương anh, Thắm không có kể lại cho anh nghe. Vậy không có gọi nói tại sao? Cứ hỏi anh phải tại sao người ta chửi Thắm. Thắm đang lo cho Thắm, bị mất mặt chứ không phải lo cho anh. Đừng bị thằng dám nói mà. Vậy luôn á. Đó, bùa ngải hút vô thì bùa ngải. Đi về thôi. Về tắm rửa hết bùa đãi nha. Tắm rửa cái ngủ cái là hết bùa liền nè. Bùa đãi bay hết trơn. Tại em hút vô không nói bùa ngải không à. Lần nào cũng vậy đó. Đi nghe lời đi. Lộc, về tắm đi. Đi Lộc. Đi. Cô đi. Cô hôn. Đi. Đi cô hôn. Đi về. Cô hôn. Cô hôn. I took the way off today to pick you up. Ok. Bữa nay xin nghỉ là rước anh Lộc về. Đi anh Lộc à. Ok. Không, không muốn về. Đi yeah. Mọi người thương anh lắm. Stay tại sao anh phải đi ôm lén ở ngoài đường. Stand up. Go home please. Đâu phải không có chỗ
cho anh đỡ đâu, đâu phải không có người thương đâu mà tại sao bao nhiêu người thương anh đọc nè, em cũng có đọc bình định em tiếng Việt không nhiều đây. Nhiều người đọc cũng khóc vậy thì đọc là trời sao anh phụ lòng tất cả mọi người như vậy hả? Đây là đi mà anh đọc stand up đây ngồi dậy đi stand up be a man. Come đi, on, ngồi let's go. Ngồi vậy đi. Đi. Đây, đây, đây. Anh đừng có phụ lòng mọi người. Đi. Làm gì dòm em dữ vậy? Dòm gì chi vậy? Rồi nãy về nhà dòm đi. Dòm em mới dòm mất cười đó. Về nhà dòm cái đã đi. À, cười kìa. Cười cái rồi. Nè cười. Cười thay mặt đang cười cái cười với anh ta thấy. Ai đây? Ai đây nhận ra là cứ nói một tiếng đi. Ai? Ai? Ai đây? Nhớ cao một chút. Hả? Hả? Gì đấy hả? Rồi ai đây? Ai đây? No. Nhìn không ra luôn hả? Chưa. Chưa nhìn ra. Nè rồi nhìn lại đi. Ai vậy? Ai đây? Ai vậy? Ai vậy? Ai nha, để coi ông nói ai nha mọi người. Ai đây? Ai nếu còn nhận ra thì chưa khùng. Come on, let's go up. Ai đây? Đi anh chàng mua stop, mua cà phê Starbucks. Ai đây? Đi, đi về. Đi anh chàng em mua đi Starbucks. Ai đây? Chàng. Nhớ bữa đó ai mới đấm lưng cho còn nằm vui vẻ xong cái cô ta gọi lại một cái chửi lên sùm cái phát đứng dậy bỏ đi à? Nhớ không? Ổng nói ổng đau mình đau mẩy nhức xương nhức cốt quá. Em lấy thuốc chán ra em đấm bùm 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 trên lưng nè nhớ không? Hả? Thôi về tắm đi tôi tắm bóp cho. Đi về. Hả? Con trai ổng hỏi con trai hả con gái con trai. Anh đang đọc về tắm đi tôi tắm bóp cho. Ông Hằng. Bà Hằng. Ông Hằng chứ phải bà Hằng. Phải ông Hằng không? Phải không? Đâu. Ông Hằng phải không? Không. Bây giờ đói bụng dữ rồi kìa, muốn xỉu rồi kìa. Đi ăn uống cà phê, đi Starbucks cà phê ăn đặc uống. Phải ông Hằng không? Ông Hằng hả bà Hằng? Đây, bây giờ anh Lộc ơi, dễ thương quá à. Một cà phê Starbucks uống. Em chút đi. Đi, nếu mà anh Lộc có thương em không? Thương em thì đứng dậy đi về. Thương thì đứng dậy đi về. Đứng dậy đi về, mau lên. Đi anh trên đây mua Starbucks cho ăn đặc uống nè. Cà phê sữa đá. Đứng dậy đi về. For shot. Đi mua đi, đi mua đi, mình rồi thì anh chở mua uống. Đi mua, đi lên xe, đi, đi về. Đi Đi, đi Trở về, về đằng bóng rửa. Rồi ngủ cái nó mới tỉnh. Chứ giờ anh cứ đứng dạo dạo đây, anh đi quần quần trong đống rác, đống cỏ như vậy. Ôi trời, sao chịu nổi. Đi. Đi mua đi rồi. Rồi cái gì? Về đây đi. Hả? Anh Danh đi mua đi. Về đây ăn đập về ha. Về đây. Về đây về. Anh Danh đi mua đi em với Hằng ở đây. Trời ơi, xong mua xong mà về mua ha. À, anh Danh đi mua đây Hằng với ông người đây. Okay. Bà ông Hằng không? Nè nhìn đi. Nhìn đi ông Hằng hay bà Hằng. Bữa nay thấy em mặc đồ này không? Mới đi tòa về kìa. Đi đi về tỉnh đây rồi em kể cho nghe đi tòa sao. Đi. Đi đi về tỉnh đây rồi em kể cho nghe. Cái kìa nhìn trong kìa, đó thấy không? Đó nhìn vậy rồi ngồi đây làm chi? Rồi cái mặt nó xấu quắc, uổng lắm. Thấy không? Bây giờ còn đẹp trai nè, mình đi về. Đó, còn đẹp trai đi về. Để kiếm cái gốc cây nào ngồi coi. Rồi, rồi. Còn đẹp trai nè, mình đi về, mình đừng ở đây. Ok, cái vỏ này gì chổng à? Vậy đi, tôi xách vỏ này về dài lên. Cái anh Danh đi mua cà phê. Đi xuống dưới đó hả? Đi xuống dưới đó làm gì? Té á. Ủa? Đất ơi, đi về tắm rửa tỉnh đi rồi em kể cho nghe vụ em mới đi tòa về kìa. Không có té đâu. Trời ơi, còn biết đứng lại kéo tôi là coi như là chưa khùng. Đó, kéo té kìa. Coi như là chưa khùng hẳn. Chưa khùng hẳn nha cả nhà ơi. Còn biết kéo hẳn là chưa khùng hẳn. Trời, lại gốc cây kia ngồi kìa. Rồi tối hôm qua, tối hôm kia là cũng ở vòng vòng dưới đây hả? Hai đêm ở dưới đây rồi đó. Qua đây kìa, qua đây nè Lộc ơi, qua đó mát kìa. Hai ngày rồi em đi kiếm anh nè, cứ gạo gạo xuống đây mà em không thấy nè.
Thì như không á phải sống vậy làm chi? Như không phải sống vậy làm gì? Như không phải sống ngoài đường ngoài xá làm gì? Nha, đừng có sống ngoài đường ngoài xá nữa, ok. Đi về. Chơi nhiêu đủ rồi. Em có làm bao chưa? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Mà tại sao em vậy làm sao? Hả? Nó không hiểu mà. Sao không hiểu? Tại vì anh không có chịu hiểu. Anh không có chịu hiểu. Anh phải hiểu cái vấn đề như thế nào. Cái gì mình cảm thấy hết rồi thì chấm dứt thì chấm dứt. Anh đừng có đi năn nỉ người ta. Tình yêu không có gian sinh được. Anh biết không? Biết. Tại sao anh cứ gian sinh cô ta đi về bển mà cô ta dứt định không cho. Nếu cô ta thương anh là cô ta cho rồi. Em đã nói hết lời, em nói nếu anh Lộc về thì cho, nhưng mà cổ mướn phòng ở riêng anh không chịu, anh chạy về bên đây. Cho anh ở riêng bên ngoài có nghĩa là mình đã hết rồi, không có còn. Anh với cổ, cổ đã khẳng định hết rồi. Nhưng mà Hằng có nói nếu mà hết thì cổ hãy buông hả? Em cũng bị. Bị cái gì? Em bị cái gì? Nói đi. Ảo rồi đó. Em bị cái gì? Nói đi. Hả? Em bị cái gì vậy? Em bị cái gì vậy? Rồi đi về ha, đi đến vậy, đứng dậy đi về tắm đi chứ mình mẩy thấy ghê quá trời quá đất rồi kìa. Lại ghẻ lỡ mọc đầy thân nữa rồi, tay chân thôi kìa. Ghẻ đâu lụm được cái bao tay xỏ rồi. Bao tay đâu. Đó lang thang không ngày như vậy 2 ngày nữa rồi. Anh nhớ bữa đó anh nói không? Anh nói anh muốn trở về với cô ta thì vì cô ta thì anh đứng dậy đi, nếu anh không bỏ cô ta được thì anh bỏ anh cai nghiện đi. Bây giờ vì cô ta hay không vì cô ta gì anh cũng phải vì bản thân anh. Anh đứng dậy, bao nhiêu người ủng hộ anh không ai bỏ anh hết á, biết không? Đừng suy nghĩ nhiều, đi về tắm rửa cái là nó tỉnh nè. Tắm rửa ngủ xong tỉnh. Có chịu vụ gì thì đi về tắm rửa ngủ, đừng suy nghĩ nhiều, rồi từ từ tỉnh nha. Ủa hồi bữa đi ra rồi giờ lấy áo nào mặc vậy? Bữa đi ra đâu phải mặc áo này. Ai đưa áo dọc đường dọc xá, ai đưa áo nữa vậy? Này nó hả? Đi với ai vậy? Nó nào thấm cái gì thấm nữa rồi, nó đi đâu, đi với ai? Tối ngày trong đầu anh cái thấm để làm gì? Hả? Tối ngày trong đầu anh thấm để làm gì? Nếu thấm nó đau lòng, nó xót ruột á, nó không giục anh về đây như vậy đâu. Cũng chứ cái khùng điên vậy đó. Thấy chưa? Đi, đi về. Đi. Đi nghe lời em đi về nè. Anh Lộc. Chắc không về không được. Tại sao? Tại sao không được? Anh hồi bữa anh có nói là để anh đứng dậy anh tự đi cai nghiện đó. Ok giờ thôi đi về rồi đi cai nghiện ha. Đi về rồi liên lạc đi cai nghiện. Thật ra cái ý chí của anh rất là giỏi. Bây giờ có cái nơi mà có tụi em như vui vui như vậy, anh ở nhà anh dừng chừng 10 bữa nửa tháng nữa là anh tỉnh táo hết trơn rồi. Nhưng mà cái cô đó cứ nhòi trong đầu anh, cứ chửi miết trong đầu, quấy rối cuộc sống của anh như vậy sao được. Trời ơi, thiệt luôn á. Mà cái miệng của cổ nói là cổ thương anh Lộc. Thật ra cổ thương cổ không phải thương anh Lộc. Nếu thương anh á, là đừng có nói cái chuyện gì trên mạng mà người ta chửi cổ cho anh nghe. Giấu rằng để cho anh tỉnh tâm lại. Còn đằng này cứ nói tâu, mấy người này chửi cổ, người kia chửi cổ sùm lên như vậy đó. Rồi cái làm đầu óc ông này gối bời lên. Lại nó cổ đang lo cho cổ chứ không phải lo cho anh. Cái gì vậy? Coi gì vậy? Đó, coi tới cái nhẫn của tôi nữa. Nhẫn giả ông nội. Ngó qua ngó lại. Rồi coi trên ngón tay có gì. Mới đi tòa về. Không biết luôn. Phải không? Đi về tỉnh đi rồi biết. Đi về tỉnh đi rồi anh kể cho nghe. Đi, đừng ở dưới đây nữa. Ở dưới giấy quá trời à.
Đi về. Em chở với anh sao? Đi về. Em là con em gái của Nguyễn Dũng An Lộc đó. Ai ăn hiếp ông Lộc là không được á. Thấy không? Thì... Em là ai? Vậy em nói đúng tên không? Em có cùng không? Em tên gì? Hả? Không, đạp một cái chết nhở đó. Tối ngày trong đầu rồi. Gì đây rồi sao? Đó. Ổng có thể ổng điên khùng vì người ta mà người ta không có gì ổng. Mà ổng cứ điên khùng vì người ta sao vậy trời? Ngộ vậy? Trời ơi. Tiên Lộc, anh đang nghỉ anh đó, đi về. Đi về tắm rửa ngủ nghỉ cái chừng 2 3 ngày cái nó khỏe ra lại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cái lũ mẹ bà bỏ đi nghiên cứu làm chi vậy trời? Lượm cái gì vậy? Đừng có như vậy nữa, ok. Ở dưới đây vài bữa nó là chết queo đó. Ở dưới đây ghê lắm. Ghê lắm. Hút không rồi nằm không ăn không ngủ là chết đó. Phải không? Tính sao đây? Vậy thì về đi, hai vậy còn tỉnh nè ông nội ơi. Đi. Thì đi về cho tính làm sao là tính cái gì? Đâu có tính cái gì đâu. Đi Lộc nghe lời em đi nha. Đi nghe lời em đi. Nguyễn Dũng An Lộc đẹp trai rồi ở đâu vậy trời? Về ở chung mấy người kia nè. Ủa đâu có gì đâu kỳ. Đi về ngủ ngủ nghỉ rồi vô cái phòng riêng. Em lấy cái phòng riêng lại cho anh ở cái phòng riêng. Cho anh có nằm nghỉ rồi ngơi rồi riêng tư cái phòng. Đi, nghe lại em. Thì ở chung tập thể vậy đi mà nó vui đó. Có người đi ra vô mình mới vui á. Đó. Đó chứ bây giờ anh không thể đi mướn phòng ở mình được. Bây giờ anh nghĩ anh vô trường cai cũng ở tập thể đúng không? Phải giống y vậy đó. Nghĩa đây cũng giống trường cai vậy đó. Còn không thì đi vô trường cai lại. Đi về nhà ngủ nghỉ trước đi. Rồi tính ra đi trường cai hay là cai ở tại chỗ đó. Đi vô trường cai cũng tập thể thôi. Cái con mắt này sao đỏ không bên vậy? Con mắt này đỏ hết rồi nè. Ở trong tròng mắt á. Rồi cái mặt kìa trời. Bữa nay hốc hác thấy ghê rồi. Mấy bữa tỉnh ngủ lại đẹp trai lại ok hết trơn rồi. Ôi là trời. Quần gách te tua ở trong còn không có quần xì nữa ông nội ơi, đậy lại đi. Đó, quần gách te tua đi á, để cho quần gách như vậy đó. Trời ơi là trời, thấy chưa? Đó, nếu sống cuộc anh nghĩ đi, sống cuộc đời ngoài suối ngoài gần rồi để nằm phè tùm lum tà la, người ta thấy mấy cái đó của mình rồi khi mình tỉnh lại sao? Cho nên phải đi về, ok. Không có như vậy nữa. Thì về nhà đi mấy bữa vậy đó, nghỉ cho nó khỏe đó. Anh thấy anh cứ đau nhức không? Anh cứ đau nhức không? Còn ở dưới đây đó, anh hút vô hoài á, mà nó gã rời thân xác anh đó. Ngã xuống là chết luôn, không ăn, không ngủ á. Nó là sự dính về. Anh Lộc chưa muốn về, anh ở đây càng ở càng chết á. Nếu bữa đó Thắm không có gọi lại là anh đâu có bỏ đi đâu, phải đúng không? Đâu có cái cuộc điện thoại cự lộn sùm đó thì đâu có bỏ đi đâu. Anh đang vui vẻ mà. Đây nè ông Danh ơi. Anh là 3 năm qua không biết làm cái gì. Sao mà không biết làm gì thì coi như 3 năm qua bỏ hết đi, quá khứ đi. Nói mà không có chịu nghe lời. 3 năm qua bỏ hết cái quá khứ đi đi, đừng nghĩ tới quá khứ đó nữa. Làm lại từ đầu. Uống cà phê trước đi, uống nước trước đi. Uống cái này tím tím gì vậy? Thanh long à? Thanh long với xoài. Uống cà phê hay là uống nước trái cây? Cho uống ly nước trái cây đi. Uống cà phê. Anh có phải uống cà phê vậy? Đâu rồi, cái ông hút rồi. Để đi nhanh, để đi nhanh. Nhanh uống.
Nào uống, bỏ vô, bỏ cây vô, uống cà phê. Rồi uống đi. Uống vô đi, uống vô cho nó mà khỏe. Nó có cắt nước kìa. Anh uống đi. Nghỉ tới 3 năm trời. Thật chán nản. Thì 3 năm đó là giấc mơ đi. Nhưng mà mình đứng lại dậy lại, mình cũng còn hình ảnh mình đẹp mà. Tưởng là mình có tất cả. Mình làm lại từ đâu? Làm lại từ đâu? Thời gian còn nhiều mà. Vậy anh có biết khi anh mất hết cái đó, anh có lại cái khác nó sẽ tốt hơn không? Trời đất ơi. Đôi khi nè, em nói thiệt nha anh, thôi đừng nói tới cô mới đi. Coi như biết đâu đó là một cái mà cái anh nghĩ là xui, nhưng mà đó là có may mắn của anh là sao? Anh cứ nghĩ vậy đi. Nhiều vậy hả? Hả? Làm nhiều vậy. Anh đi biết về. Đi về. Anh biết không sao đâu. Thôi đi về, phải đi về chứ không ở đây nữa. Nè. Đi về nè, đi phải đi về nè, mọi người ai cũng khuyên anh Lộc, thương anh Lộc hết á, không có ai ghét hết trơn á, không có ai ghét bỏ hết á, đừng có buông xuôi, cầu tóc nằm, đừng có phổi, nó văng phổi, đừng phổi, ông ấy nó văng tùm lum xuống, ông sợ văng tùm lum xuống người khác á, đây, đi ngồi vậy đi, tắm nữa, đi nghe lời em, về tắm rửa ngủ cho nó khỏe, đừng có gì nữa. Cái gì chết, đâu có chết đâu. Là lao không à, suy nghĩ cái gì đâu không à. Đây. Này, lật vậy. Ở đây nó cũng có làm nước thanh long tím nữa hả? Thanh long đập màu, thịt màu đỏ. Với lại cái gì? Sợi. Có quyết định. Thì anh quyết định có gì đâu khó. Không có khó chút xíu nào chứ. Dễ ợt à. Giờ về là không có liên lạc nữa. Về là em nói thẳng luôn, em điện em nói thẳng, đừng có kiếm anh Lộc nữa. Nếu khi anh Lộc, thương anh Lộc để cho anh Lộc bình yên đi. Rồi khi nào nói mà nếu thương thật sự khi anh Lộc đứng dậy được, anh Lộc đi về bển chấp nhận, nhận anh Lộc lại thì nói thương. Còn bây giờ tạm thời phải để cho anh Lộc bình yên. Không gọi, không kiếm, anh Lộc cũng không có kiếm cổ nữa. Mà anh có kiếm, thằng cũng kêu cổ đừng có nghe điện thoại. Nếu nghe mà anh cảm thấy hạnh phúc, nếu nghe mà anh có được cái vui vẻ thì anh hãy nói chuyện điện thoại với cổ. Còn khi anh nói chuyện với cổ xong á, bao nhiêu là cái buồn phiền, cứ nói muốn đi hút cho rồi, muốn đi hút cho rồi. Vậy anh nói chuyện với cổ để làm gì? Mình về rồi. Nước tắm nữa rồi xong á, anh sẽ từ từ anh bình tĩnh lại rồi anh bắt đầu lại từ đầu. Không có em Thắm này, có em Thắm khác. Em Thắm khác sẵn sàng giang vòng tay ra và hiểu hết tất cả cuộc đời của anh là ai. Khi một người nào có bước vô cuộc đời anh thì người ta đã biết anh hết tất cả, người ta có thể thương anh, người ta chịu đựng được những cái đó tất cả, người ta cho hết cái tình yêu thương đó để anh đừng có vấp ngã lại. Ví dụ cái tình yêu thương thật của một con người đó có thể làm anh thay đổi được, chứ không phải là những cái tiếng chửi bới anh phải làm như vậy anh mới được sống với em, anh phải như này, anh phải như kia. Thì cái đó là giống như là một cái ga, một cái gì đó nó khác hơn với cái người ta cho bằng một cái tấm lòng yêu thương. Từ cái tấm lòng yêu thương của người ta thật sự, người ta chịu đựng anh, có thể cảm hóa được anh.
cho anh đi về đi. Đi về. Đứng vậy ha. Đây. Đây, nghe đây. Okay. Đừng kéo, để họ okay. Tự động đứng, đừng kéo nha. Đi, nghe lời em đi. Đi ngồi vậy. Gần ngay cả mặt cái quần nó cũng gắt đái tè be gắt hết trơn à. Sơ sát hết thần hết trơn kìa. Không về để tắm rửa ngủ nghỉ à. Anh đi lang thang cái này nữa chết chứ thôi không. Đi lang thang coi nãy lại thấy đang lượm cỏ lượm gác thì đi quần quần trong cái đám cỏ cháy á. Mày cứ đi vậy hoài suốt ngày suốt đêm hả? Đó, thấy chưa? Đi quần quần sáng đêm vậy. Đó, cái sự đánh đập cái sự hà hiếp. Ai? Ai đánh đập hà hiếp vậy? Lộc ở đâu đánh đập hà hiếp vậy? Ai vậy? Đây. Ở đây hả? Dưới suối này hả? Hả? Vậy dưới suối này biết có cái sự đó thì ở dưới đây làm gì? Suối phức tạp lắm. Ban đêm á họ đánh đập nữa. Mấy bữa gượt anh đánh mà tội mễ phải không? Tại vì em đó thấy chưa, em nghe người ta điện cái mấy bữa trước, lúc trước á thì bữa tối đó anh nhanh nhớ không vậy đó. Nhưng mà đi kiếm đâu có đâu đó. Rồi bây giờ anh là ở đây hồi tối qua nó gượt đánh anh nữa hả? Có không? Ừ. Không có hả? Bữa hổm đó, bữa hổm gượt dạ, đánh người ta gọi hằng á, người ta nói thằng Lộc bị mấy đứa mễ gượt đánh. Em xuống em kiếm anh đâu có gặp đâu. Đi về đi, nghe lời em. Đi nghe lời em, đứng dậy đi vậy. Sáng giờ tôi nghiêng ngả. Dạ, tôi đợi mới mốt cũng như vậy, chán. Cũng như vậy là sao? Thí dụ cũng như vậy là sao? Còn mai mốt rồi người ta cũng kiếm tới nhà. Ai kiếm? Ai? Ai? Ai kiếm? Nói đi. Ai? Ai dám kiếm tới nhà em để kiếm anh? Ai? Một số người. Một số người nào chứ? Không có ai hết trơn á, em không cho ai tới hết á. Rồi anh muốn về nhà. Không có ai dám tới nhà em hết trơn á. Nghe lời em đi. Làm vài ba năm rồi, vài ba tháng giữ lại kiếm nó phá. Không có. Còn khẩu sở kiếm. Không có ai kiếm phá hết trơn. À, để như vậy. Để như vậy rồi đi lang thang thành homeless luôn hả? Vậy bao nhiêu năm đứng dậy nó đẹp một cái hình ảnh như vậy rồi, rồi anh thấy hoang phí không? Nghĩ tới mấy năm sau lại kiếm năm nữa là biết làm sao đây. Ai kiếm? Thắm hả? Thì trong nhóm. Trong nhóm nào? Đang ảo á. Không có nhóm nào chứ không ai dám lại nhà em kiếm hết đó. Còn 2-3 năm nữa lúc đó mình làm tốt, mình có gọi vợ khác thì miễn sao không hút lại là không có nhóm nào kiếm hết đó. Hút mới có nhóm nó kiếm. Để hút cái ảo á, ảo cái tưởng tượng người này kiếm, người kia kiếm. Ai đâu mà kiếm. Đi, ngồi dậy đi về. Đi lẹ đi. Không có thể ở dưới đây được, không? Nghe lời em. Đâu có phone đâu, lấy cho anh coi, càng giỏi quá gì trời. Đâu, phone đâu, móc ra càng dễ thương chưa trời, thấy chưa? Cho dù khùng khùng chứ biết cái phone nó của chị kia còn cho còn giữ vậy luôn, giữ vậy trời là trời. Thấy chưa, chị Tina xúc động chưa, xúc động đậy chưa, chị mà giữ cái phone ốp phone này hằng gọi gần chết, gọi bể phone luôn, gọi không được hằng nói rồi ông Dục ơi, khùng vô Dục rồi ai về đâu cắt cắt không vậy. Để coi đi lượm áo lum ai chứ gì, áo anh bẩn rồi. Áo lạnh của anh đó hả? Ừ. Ừ, bữa ông đi áo lạnh cái bụi không kìa. Hey, còn dễ thương quá vậy. Đây đây cắt cho. Trời ơi thấy thương chưa?
Trời ơi, tội nghiệp. Coi như Nguyễn Dũng ăn lộc còn ngon lành lắm nha cả nhà. Nguyễn Dũng ăn lộc cái gì còn cái đó. Biết cái này của khán giả mới cho là đi hôm lết đi cho pin còn nè, tại không ốp phone. Đi hôm lết thì đi 2 ngày chứ cái phone giữ nè, thương chưa? MT Wallet cũng còn giữ được cái phone á. À, thấy chưa? Cái quần thì gách tái hết rồi nhưng mà cái phone vẫn còn. Bóp hết tiền rồi phone có còn giữ được. Mà anh Trương Quân cho. Nha Di là cho. Quần thì sơ sát cái đáy nhưng cái phone còn. Chắc cũng còn. Chắc còn, cái đó thương chưa? Thằng tưởng đâu là cái phone dục rồi, thằng tưởng hút u mê dục rồi. À nãy anh hỏi phone đâu còn. Thấy thương chưa? Ôi trời. Cộng dây chạc thôi mất thì thôi, kéo về cộng dây khác không sao. Kiếm trọng chắc để trọng. Chắc để trong cái vỏ. Trời ơi thương chưa. Rồi gói gì trong đó một đống như vậy. Không đi chạc, tôi cười đi chạc. Trời ơi, là cái bịch đó, trong cái bịch đó, dây chạc này cái nọ đó. Tôi thấy thương chưa, cái này chị Tina bác cô thấy chắc là thấy thương lắm. Đó còn tiền. Ủa thiệt hả? Ờ, đồng đồng cả cọc à. Ủa cái này tiền pin xin. Phải không vậy? Nụ. Ờ, đâu hả? Ờ, dây chạc, đưa đây. Cắt vô lại đi. Ờ, còn nguyên hết nha cả nhà. Dây chạc, cái phone gì cũng còn chừng. Đi nha, thấy thương chưa? Còn tiền nữa, còn tiền. Đâu tiền đâu, lấy lại coi nha. Dạ, dạ, đồng. Hả nè hả? Ủa, tội nghiệp dữ vậy trời. Thiệt á, tội nghiệp hả? Thương chưa coi kìa. Trời ơi. Biết quá hả? Biết giữ cái phone, biết giữ cái còn y nguyên luôn nè mọi người. Thấy thương chưa? Thôi nè. Phone còn nữa. Phone còn, đồ chạc còn, tiền còn. Vậy là ông đi vậy thôi chứ ông đâu có hút nhiều đâu. Ông không hút nhiều, ông mới còn bình tĩnh được vậy. Để có tình trời, bữa này lượm gác thôi, lượm gác đi, để đất cái chỗ không à. Để coi lượm đất bỏ vô cái bọc. Đâu có gì để mình cầm cái này đâu hả? Mình không có vỏ gì hết á. Thôi dục cái vỏ luôn đi anh, dơ lắp đất không à. Đang ngồi ngồi dậy đi Lộc. Lộc. Đấy, đi giỏi, giỏi dễ thương. Nha, Lộc giỏi quá. Nhiều đây là biết chứng tỏ bản chất của anh Lộc rồi nha mọi người. Phone vẫn giữ tất cả những đồ chị Tina cho lúc đi cầm ra cái phone, cầm trong cái bọc. Vẫn giữ là biết bản chất anh Lộc rồi nghe cả nhà. Không á. Thương chưa? Trời ơi. Có đeo bao tay bấm được, mẹ tháo bao. Mở phone ra lên rồi nhưng mà cái sim đâu rồi? Mở lên hồi nào vậy? Sao mấy ngày nay thằng gọi không được? Hả? Không biết. Ủa gì là anh để phone cho anh không có tắt hả? Đấy. Ủa sao vậy ta? Đem gọi lại coi. Giờ phone xịn hả? Đất không vậy thì cha mình đen cái này mình bấm vậy. Để mình gọi coi. Đợi đeo bao tay nhé, tháo bao tay đó vô rồi, đợi bao tay luôn. Đâu có vô đâu. Đó anh gọi lại cho em coi. Đó anh gọi lại cho em coi. Vậy số cũ này bỏ đi. Cái số này số hồi xưa đăng YouTube người ta gọi chết luôn rồi tùm lum. Mật cái phone đâu có mật mã đâu. Đừng nói ông cài rồi ông quên á. Kêu cấm mật mã. Anh cài mật mã hả? Ừ. Vậy anh nhớ không? Nhớ. Chậm. Chậm à. Ta cũng có sống. Dễ bấm nè, đưa em bấm cho. Anh nói đi em bấm cho. Cái tay giờ. Cái fingerprint bấm được. Để cái tay khác bấm vô.
Để đây em bấm cancel. Rồi, 1 2 4 sao nó không vô vậy? Ủa sao nó không vô gì hết vậy? Ồ, nó không vô cái mật mã nha. Vậy là nó bị gì vậy ta? Ổng bấm nhiều lần quá. Không phải, ổng cài theo cái gì. 1 2 cái gì nữa? 4 cái gì nữa? Rồi chưa kế. 1 2 4 này 5 cái gì nữa? 7 8. 7 8. Mà nó không ra kỳ vậy. Như vậy là cái này anh cài vô cái gì nữa rồi? Anh cài vô cái gì rồi? Anh bấm hồi nào vậy? Bấm mấy ngày nay hả? No, tối nó ai bán. Không có ai bán đâu. Ảo rồi đó. Nhà tắt tao rồi mở lại. Mấy bữa nay anh không có tắt phone hả? Không. Nhưng mà nó còn chút pin nè, tại ông không có gọi á. Sạc nè, có cái pin sạc nè. Ồ, wow, ổng còn chạc luôn. Ồ, off thôi, off nó luôn rồi mình mở lại coi. Rồi, ổng cũng ngồi dọc cái điện thoại. Vậy có mở màn hình, có coi gì không? Nghe nhạc được không? Mình để đó cho nó frozen rồi đó. Nó frozen. Để cho nó dịu lại. Giải giá, giải nước giá. Dạ, cứ off luôn đi. Hồi thời gian nó lâu lâu á. 35 phút mở lại. Cho nó tắt hết cái system á. Nó mở đi. Đi. Tôi thương thí dụ tôi có yêu một người yêu giống nó ở giống như vậy nè mà nó thương đi. Làm sao có thể đạp anh Ngao về bên đây được? Mình lấy tôi vai trò phụ nữ tôi cũng hiểu được chứ. Mà thà là nói hết rồi, không còn thương anh nữa, đừng để cho anh đừng mơ mộng, anh có cuộc sống khác thì không nói. Đằng này cứ nói thương anh lắm mà kêu đi về bển thì không cho. Thương lắm mà chửi nói tại sao anh để cho trên mạng người ta chửi tôi. Nó thương tôi chứ đâu phải thương anh, phải không? Để giờ ổng hay cài cái ô này nè. Ổng cài gì mấy ô đó hết cứ để bình thường đó. Cái lắc rồi. Chắc ổng cài sao ổng quên á. Ổng quên mật mã đó. Em nghĩ anh quên mật mã. Để đi em đưa cho anh Bido ở ngoài tiệm anh làm giùm cho. Cất đi để ngày mai em đưa cho ông Bi đồ, ông mở ông làm cho. Bấm nữa kệ nó đi. Cái như cho mình bấm. Nó hư bấm, à. Bấm nhiều lần. Bấm nhiều không được, cất đi rồi mai á nó tự động bật lại à. Bấm qua 3 lần nó tự động mất luôn. Chắc ổng ngồi ổng giật rồi hôm đó. Thôi, nó xin xin thôi. Thôi bây giờ đừng bấm nữa. Giờ đang lúc này mình bấm là nó hư luôn á. Dạ yeah, đừng bấm nữa, cất đi. Rồi. Cất. Dạ yeah, mai. Cất đi rồi tự động á, mình phải ốp nó trong bao nhiêu tiếng á.
Để về em đưa người ta sửa giùm cho. Đi, đi về đi tắm rửa ha. Về tắm rửa em nấu bánh canh cua ăn. Đây. Mà tối hôm qua em nấu nước xương súp sẵn rồi để hồi về nấu bánh canh cua kìa. Nghĩ tình xin nghỉ tối luôn. Nấu bánh canh cua. Làm ca tối luôn hả? Rồi tối lúc này cũng mới ăn cũng qua muốn về có gì là cạc cả. Ba bánh canh tươi bữa giờ hơn nó mua. Có một hai hộp á. Đây. Ok, về anh Gia Hân nó yêu không kìa. Chồng ở chồng. Chồng ở trên đây mất công. Chị ông Hùng giết tôi đấy. Ông Hùng giết á. Giết á. Nhiều ăn là giết á. Chọc chống vui tôi nghe cả nhà. Mấy một ông đó. Anh Gia Hân thấy về đi rồi nó yêu ông kìa. Nhiều ông lắm á, mấy một ông á. Gia Hân nó vui. Mà Gia Hân thấy thương lắm đó. Nó đầu óc nó trắng trơn, nó không có mưu mô đâu. Nó mới là một người phụ nữ đầu óc đơn thuần. Cái miệng quát vậy đó, chứ đầu óc nó rất là đơn thuần, rất là dễ thương luôn. Tại Hằng tiếp xúc người qua là Hằng biết hết một người phụ nữ nào đầu óc đơn thuần nha mọi người. Thiệt. Cái miệng nó như vậy đó, chứ cái đầu óc nó rất đơn thuần. Bỏ áo rồi lại cho những người đây rồi. Ok, bỏ đi, giục đi giờ, giục đi. Mua cái mới. Mình bỏ đây có người ta lượm. Con trai lượm. Với cái vỏ giục luôn đi anh, cầm cái điện thoại về thôi. Anh cầm đồ chạc thôi, cái nào cũng bụi quá, đừng đổ ra. Dơ quá. Anh giục ra đi. Lấy cái đầu chạc được rồi. Đất không à, anh lượm gì vậy, bụi bặm không kìa. Ok, giờ lượm lấy đất luôn vậy. Đi, về. Dạ, em bắn canh cua rồi. Mua đậu chặt vậy. Cái bịch nó dơ mà nó nhét vô kìa. Đi, nó ngập dài nữa đó. Vậy, thêm cho cái túi mới vô. Được nha. Túi trong hãng em á, em đọc. Cái túi, đấy rồi. Chắc không hả anh ơi. Trời ơi, ông lượm đất không, ông bỏ vô trong vỏ ông kìa. Trời ơi. Có hộp tròn không? Có. Hộp tròn cũng khó nha. Cái gì vậy? Có hộp tròn gì đó. Dục đi lọc à, ảo quá. Ông còn ảo quá, thúi quắc à. Ôi mời cát, trong cái vỏ nó hôi, tại ông lượm á. Mấy ngày để đó. Ôi trời, người ta ỉa, người ta gói chổng ông nội ơi. Cứt kìa. Ôi. Cứt thiệt. Ui lại cháy. Đi. Dục hơi đi. Đổ. Ông ảo á. Là trời, là coi túi quá, lượm bẩn lên nước lạnh. Ui, coi chừng, cái con nhận vợ này độc lắm á. Đây, ui là trời, ông lượm gác lên trước, ông bỏ vô trong cái vỏ. Oh my god, tức luôn. Trời ơi, con nhận vợ nó cắn cái độc lắm á. Ông ảo con, lên, ông có biết cái gì đâu. Con nhận vợ đen xì à. Dột, đứng dậy giùm em đi. Đen độc. Đứng dậy mà cắn đúng xì. Đừng có lấy ở trong bọc nữa, dơ quá à. Con có độc á. Nó thú quắc à, cái gì đi. Ta, ỉa người ta gói lên tùm lum. Đứng dậy đi, con nó có độc á, con người nhận nó bụng bự lắm, có độc nó đen xì à. Rồi cầm ly cà phê uống, mấy cái phone nó về hồi đổ ra. Dục đi, dục cái túi về em cho cái túi mới cho. Cái túi sạch mình có, dục cho người ta xài. Em cho cái túi mới cho trong xe. Rồi bưng ly nước về uống. Cà phê, đi cà phê nè. Nhưng mà còn biết cái phone còn giữ lại, mà gác okay. Thì đi lượm. Chứ không biết dục, không có dục. Để có con nó độc lắm, nó cắn chút. Để ăn cái mặt rồi đi đứng vậy rồi nó chung vô háng nó cắn đó. Con nó đọc cái bụng bự chỗ cha đen xì rồi nó đọc rồi nó chung vô háng nó cắn lúc đó kìa. Ai xích thuốc cho được, ai dám cởi cái đó ra xích thuốc. Rồi, chứ có đọc không á, con nó đen xì à, con nó bự lắm, có bụng có bầu á, giấy dơ dục đi lọc rồi cầm ly nước cà phê luôn. Cà phê bỏ cây đi, bỏ lại hết, bỏ đi cây luôn. Cầm ly cà phê luôn đi, để đó. Cái suối của ổng hôm cho nó chỉ đi hướng này. Hả? Tôi nói cái suối của ông Lộc mà ông chỉ ông Lộc đi hướng nào. Ông Lộc, cái suối này của ông Lộc mà ông danh còn đi chỉ ông Lộc đi hướng nào. Thiệt là đau lòng á, thấy không? Thấy không? Thấy vậy không? Giờ còn ảo lắm, còn lượm, còn cầm gác coi là hột sòn.
cuối cùng cất gói lại tổ cha để em gõ tôi không chết. Còn spy giờ chui ra bò tay hơn muốn có cắn chúng à. Mà coi là cái đó là cũng không tròn luôn. Tròn. Chết. Ủa con nhận nhận đâu cái trong túi bự chà bá. Không tròn. Hello. Dạ của Simon. Dạ Simon á. Con Mỹ á. Uống đi cho nó đựng khác, đựng lượn nữa, đựng lượn gác nữa. Đi về rồi con mình lấy dơ quá trời rồi đó kìa. Ui xong rồi, nằm đó. Cho chị Thủy ly nước đi. Bãi trên đó với thằng đó kìa. Bãi. Nhưng mà bãi nằm ở đâu đó đó. Xuống đây là thấy hạt. Cho bả ly nước đó. Với bạn thì ừ ly anh mua đó. Không muốn đâu cho bả. Cho bả nước lạnh luôn hả? Nước lạnh anh uống thì nha. Thôi bả uống thì bả lấy. Đi cho ba xuống ba lấy đi nha. Rồi đi theo về là được rồi. Okay. Nè cho chị ly nước kìa. Ly nước nè, nước trái cây nè. Nước trái cây. Chân không. Ôi kìa, đi chân không luôn. Đó rồi. Xỉn rồi hả? Xỉn rượu hả? Xỉn cái gì? Hả? Lộc ơi, đừng lượm nữa Lộc ơi. Đi đi nè, không lượm nữa. Nó không lượm Lộc ơi. Xỉn rồi. Ly nước uống đi chị. Ok. Tới xỉn nữa rồi, xỉn rồi. Xỉn rồi. Rồi đi Lộc ơi, đi 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 ra. Rồi chị Thủy lấy ly nước đi chị Thủy. Rồi hết cái đường bờ ly nước luôn. Rồi đi 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 đi. Rồi đi. Uống đi chị. Uống đi. Uống đi. Uống đi em đi dẫn ông về nhà. Không có gói thuốc nữa mới chết chứ. Tại đi kiếm Lộc đâu có đem thuốc đâu. Thấy có ly nước cho chị uống. Nè bánh lỗ bên đây nè. Nó thấy đường nghiêm lỗ luôn. Uống đi, uống nhiều vô. Đi về nhà em không? Không. Không, ok không, rồi. Biết lắm rồi. Hả? Không có, hôm nay em đi rước anh Lộc. Có gì chiều mai em đem đồ xuống cho chị. Đi. Hỏi đồ. Đây giờ. Này giờ hôm đó đi, đẹp trai. Vì đây là mới mốt khi mà đứng lên lại mới thấy rồi tại sao mình mới đi vậy. Hả? Ừ, ngày mai gì đó em xuống. Nói có chồng rồi đó thử nghiệm. Ở chồng xuống đưa đồ cho bà. Quần áo, thuốc lá, đồ ăn. Đi mà thấy bà không có gì cho bà thử nghiệm. Có ly nước rồi cho đi. Tại bữa nay đâu có đi phát đồ đâu. Ôm trên tay chưa kiểu chưa chịu dục. Dục bao tay luôn. Dục bớt, dục bao tay ra đi. Rồi đi. Dục luôn cái cây ban chủ kìa. Những người nào cũng cầm cái cây vậy đó ha. Khổ quá. Có ban chủ. Cây này. Hả? Đặc biệt lắm hả? Đặc biệt lắm. Gửi lời vô cái cây ha. Ha. Rồi anh nghe ha. Rồi cái cây coi như là phải để cho anh Lộc bình yên. Cái cây đây, đây em nói cho anh gửi lời vô cây. Ông kêu gửi lời vô cái cây. Cái cây mày phải để cho anh Lộc bình yên đúng không? Mày không có kiếm anh Lộc nữa nghe không. Cái cây bây giờ giục nó đi nha. Giục ha.
Vô ba. Em gửi lời sao mà vô? Tại tại. Ờ, không chứ vô ba. Cho vô ba. Tại vì cái cây đó nó làm anh không có bình yên thì anh giữ nó làm gì, giục nó. Giục bỏ. Cái cây tao giục mày. Giờ tao kiếm cái cây khác. Cây thẳng ha. Cái cây. Tại sao mày không để cho anh Lộc bình yên vậy cái cây? Nhớ chưa? Phải để cho anh Lộc bình yên. Để cho anh Lộc tịnh tâm, không được quấy gậy đầu óc của anh Lộc nữa, nhớ không cái cây? Cái cây không có được kiếm anh Lộc nữa nha chưa cái cây. Ok. Rồi nói với nó gửi lời rồi á. Rồi anh nói nó vài tiếng nữa đi. Anh nói nó vài tiếng đi. Nói sao nó nghe được không? Mình mấy đất không? Hả? Nói làm sao có nghe lời không? Nó nghe được cái lời của anh Lộc nói không? Uống cho nó đi. Đi. Giục luôn hả? Sao không để nước đá vô uống giục luôn chứ? Đây. Đây. Đây nè. Đây. Làm gì vậy? Hả? Đi ăn cơm. Sợi á, bắp bẻ á, như cả hai cục ba đồng mấy á, dễ hả? Gà ăn ha, tôi đây ít rồi, cứ chần, là cá chiên á, rồi lên nè, cái xe sao chị đi, rồi lên ngồi đi, ở trong cái TikTok á, nó ăn gà chiên cái tôi đây ai ít rồi, cứ cứ chân tụi nó có cái tóc nó cười lắm. Nó lấy ra cửa anh Lộc. Rồi anh Lộc kéo cánh cửa lên Lộc. Ok. Sao mà thảm quá vậy hả? Đi về tắm rửa nó khỏe, tắm cái nó khỏe chứ ngủ lại á cái đầu mới tỉnh lại. Tắm cho mặn gà chiên tắm xong mình ngủ coi kìa. Nhìn thê thảm luôn. Biết làm sao giờ? Thì bây giờ anh cứ nghe lời em đi. Thì từ từ nó sẽ ổn lại à. Anh đừng nghĩ gì hết trơn. Nghe lời em đi, đừng liên lạc với ai nữa trơn. Mệt lắm. Trong lúc này không phải là lúc mỗi người nói một tiếng. Yên lành giống như đầu óc mình phải để yên tĩnh á. Từ từ cái bác chủ normal. Nằm xuống ngủ được không? Vũ. Alo. Hả? Trời ơi, đi to mới về đó chứ, bây giờ đang trên đường về.